ngoài kia trời nắng. Ok, và mình vừa mới tới ga Đà Nẵng nha mọi người. Ngoài kia là SD2, mấy người tưởng SD9 không, RAM cũng Hà Nội. Rén. Còn mình đi là SE9. Trễ sắp bật luôn. Bộ 956 kìa. Nó kế đi 2 xong giờ nó về nè. 956 á mọi người. Ok các anh em. Hôm trước thì gặp người Nga uống rượu, hôm trước thì gặp người Nga uống thuốc. Bây giờ gặp người nước ngoài quay vlog. Nhưng mà nói ngôn ngữ mình không hiểu. Bên trong ga Đà Nẵng họ bán rất là nhiều thực phẩm nha mọi người. Nguyên cũng tính mua nhưng mà Nguyên mua ở chỗ chợ Nguyên. Hôm sau Nguyên sẽ review cho mọi người. Ồ, có bán búp bê với Spiderman nè. Ảo tính. Wow. Ok, xin chào mừng tất cả các bạn. Mình là Quyến đấy. Các bạn có thể đoán được hiện tại mình đang ở đâu không? Ờ? Ga Đà Nẵng chứ đâu nữa. Hiện tại thì mình đang trên ga Đà Nẵng và chờ đoàn tàu khách SE9 từ Đà Nẵng về Ninh Hòa. SE9 thì hiện tại thì chạy 1 tiếng rưỡi thôi nha mọi người. Nhưng mà tàu cũng sắp về tới ga rồi đó. Mình sẽ review trước ga Đà Nẵng cho mọi người xem. Đấy, hôm nay thì ga Đà Nẵng có thêm một cái bảng mới nè. Thấy không mọi người? Đồ mới người ta vẽ đẹp quá. Còn chặng trời nữa, theo chân mình trong suốt hành trình tàu SE9, xem thử có các đoàn tàu nào tránh nhau và các ga nào đặc biệt, hoặc là các sự kiện đặc biệt. Độc nhất vô nhị tại cung đường Đà Nẵng về Ninh Hòa thì sao? Hôm trước thì trên vlog tàu SE7 từ Đà Nẵng về Ninh Hòa, mình đã có review sơ về chiếc đầu máy hơi nước này rồi. Nhưng mà lúc đó là ban đêm cho nên mọi người có thể sẽ không nhìn rõ. Và bây giờ mình sẽ review kỹ hơn nha, vì đây là ban ngày nè, lần đầu tiên mình đi SE9 đó mọi người. Đó, đây là đầu máy hơi nước 141026. Đó, xịn không? Máy đầu máy hơi nước này chạy trên đường không mát là tuyệt vời nha các bạn. Có buồng lái rồi, buồng mình đã thử quá. Ghê. Ok và các homie, hôm nay mình sẽ in vé ra mặt giấy nha mọi người. Phần 2 SE9. Rồi, in cái mã nè. Quý khách có vé tàu SE9, mời quý khách kiểm tra lại hành lý của trang của mình. SE9 đường sắt số 1 nha mọi người. Trễ lòi hèm luôn. Hồi nãy á, mình đi in vé tàu SE9 á, in đề giấy á, thì không hợp lệ nha mọi người. Tại vì lúc đó nó khóa rồi mà, vì nhân viên bảo vậy. Thì cái này đã là vé rồi nha mọi người. Chỉ còn đem điện thoại tới về show cho họ thôi. Đưa cho nhân viên toa xe á, họ xem là họ ấy thôi, họ cho bảo thôi. Ok, về đây hành khách đi SE9 nha. Ok, let's go. Hôm nay có cửa xanh. Hát xe mới. À, tôi bên em một 1572 đi. Con này mình đi nha mọi người. Con này khác cùi. Ok. Ồ, nóng quá. Lần đầu tiên
tiên mình đi tàu SE9 này, nó về đường sắt số 1 ở Gia Đình này. Rap vào Ram xe SD9 nè mọi người. Ok. Và hôm nay SD9 là do máy D19 E961 kéo nha mọi người. Nó vừa rap vào đuôi xe của E9 á. Bây giờ mình sẽ tiến về toa 1 để check in và lên tàu nha. See you. Nó đang sáng cái nước gì nè mọi người, mình không biết nước gì luôn á. Ôi rồi. Ok, về D19E908 để cắt ra khỏi tàu SE9 rồi nha mọi người. Nó đang nằm nghỉ chỗ kia, tí nó sẽ về xí nghiệp tàu máy Đà Nẵng. Đây toa mình đi nè, một xe cũ EB1572 đó, cùng đồng hành với mình trong chuyến đi lần này nhá. Let's go. Ok mọi người, SE9 đã chính thức chạy rồi nha mọi người. Đấy, Ram xếp bên là SE20 đấy mọi người. Tí 6 giờ nó sẽ xuất phát tại Đà Nẵng để đi Hà Nội đấy. Tàu hơi bị xịn đó mọi người. Vô, tàu xịn vãi. Tàu bên đây xịn hơn. Chắc bốc luôn. Mình coi thử nãy giờ nó có ráp máy vô chưa. Hết rồi. Vô ráp máy cũng phải tìm kìa. Đi 12 kìa. Ô đi 12 kìa mọi người. Máy mới được cắt. Đó, bắt đầu hành trình xuất phát tại ga Đà Nẵng rồi nha. Xin nghiệp tàu máy Đà Nẵng rồi Dũng. Đó là xin nghiệp đó, thấy không? Bị nước kìa. Ui, 015 đang nằm kia mọi người. Chị nào ra gặp lại, E9 trễ quá rồi, bye. Oh, E9 quẹt cái cua này lúc này cũng đẹp với mọi người. Mọi người hay ngắm góc này ở tàu SE7 đúng không? Bây giờ là SE9 nha. Wow, view cực kỳ đẹp. Oh, có hồ nữa kìa. Wow, phê vãi. SE9 đó mọi người. Hello guys. Mèo tàu lửa đi mày cua cái xì đạp kìa. Dắt thua rồi nhóc. Đuôi. Kia lại cầu vượt Bè Huế kìa mọi người. Wow. Đó, cầu vượt Bè Huế mọi người. Tiên của mình về tàu SE9 đó là cực kỳ lắc nha mọi người. Coi này, thả tay này. Đó. Cho nên á, to cũ này á, sẽ rất là lắc. We'll be right back.
mọi người. Thấy cột hiệu không? Nhìn cái cột hiệu này là đoàn tàu vào ga nhưng mà quay đường rẽ nha mọi người. À, di chuyển rất là chậm. Ồ, có cái ao nuôi cá kìa. Thiếu cái cần câu. Ok, chú trực ban đang vẫy cờ chứng tỏ là tàu đang vào đường rẽ nè mọi người. Cái đi chín neo cua là đường rẽ rồi. Cái đường sắt ở giữa đây nè, mọi người thấy không? Cái đường sắt ở giữa đây nè là tí nữa SC10 sẽ chạy qua đó. Rồi mọi người, đây là ga Nông Sơn. Có IC chở đá nè. Ga Nông Sơn. Đang dừng ga Nông Sơn rồi. Đó. Ga Nông Sơn, đường sắt Việt Nam. Ok mọi người, bạn mới vừa dừng thì SC10 cũng tới luôn nha mọi người. Đấy, mọi người thấy từ sao? SC10 đang thông qua đấy. 964 gặp 961. Đây, đây là chú trực ban ga Nông Sơn nha mọi người. Chú đang ra để phát tín hiệu cho đoàn tàu SC10 thông qua nha. À, cùng chào đón SC10 nào. 964. Ok, 964. Thông qua luôn. Ok, SC9 tiếp tục hành trình nha. Tạm biệt ga Nông Sơn. Goodbye. Hình như nãy giờ thiếu thiếu gì á mọi người. Mình thấy sao sao á. Đó là mình đói bụng nha. Bây giờ mình sẽ ăn một cái bánh bía. Mình đi mua ở gần chợ mình. Bánh bía hơi bị xịn. Ok, mình sẽ quay lại chỗ ngồi của mình và ăn nhé. Tạm thời thì giờ hết tàu rồi. Tí nữa sau khi nạp năng lượng xong mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Let's go. Ok, và đây là toa mình đi nha. Hôm nay khá là đông khách mọi người. Chạy hết công suất luôn này. Order một hộp nha. Mở cửa để quý khách xuống tàu. Cho đó chỉ cần chuyển bánh. Cảm ơn. Nếu không nhà vị nhân công xin mời là cô bác ơi. Bác ơi cơm không? Tàu cơm vậy. Nhà vị nhân công không ạ? Đề nghị quý khách bỏ cách. Mọi người. 50.000 của tôi á. Thôi, mình sẽ thưởng thức nha. Cái đậu nó lại ngon. Mình nha, nói được vui. Ok, mình sẽ thưởng thức tại đây. Xin mời các bạn cùng ăn tối với mình nhé.
nhà ga mới nè mọi người. Đó chính là nhà ga mới đó mọi người. Hiện đang xây á. Đây là ga Tam Thành cho mọi người. Ga mới của đường sắt Việt Nam. Ga mới rất là đẹp. Hiện đang trong quá trình thi công á. Dự kiến ga Tam Thành sẽ lên thay thế cho ga An Mỹ nha mọi người. Tiếng nữa.
Chú ơi cho con ly mì. Rồi ly mì. Chế không? Chế luôn rồi. Qua bên trong một chế luôn. Hết nhiêu à? 150. Rồi em không có luôn. Nước sôi bên trong bùn nha, qua chế xong em còn thay. Dạ dạ. Bây giờ mình sẽ chế mì vào nước sôi nha mọi người. Đây là nước sôi nè. Chú ơi, chú, ơi, có bé nước ngọt mà. Đó, để xem coca mà một lon coca. Để ba ngồi đi xảy ra cho. Ngồi HC, trải nghiệm hết rồi chứ. Wow, đây là ghe Bồng Sơn nha mọi người. Mình có xem trên ghe, trên YouTube ghe Bồng Sơn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình được dịp để quay ghe Bồng Sơn. Cơ bản là mình đi xe 2 và xe 7 về đây lúc giữa khuya không à. Lúc đó mình ngủ mất tiêu rồi. Wow, Dejini đang kéo D20 mọi người. 009 tàu S4. Đỉnh thiệt. Kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình, tránh nhầm lẫn hoặc bỏ quên trên tàu. Quý khách lưu ý. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video hành trình của mình trong tàu SE9 nha mọi người. Mình đã tới quê rồi đây. Không một bóng khách luôn. Mình xuống duy nhất. Ok, giờ bây mình sẽ đón mình. Chào tạm biệt mọi người nhé. Bye.